Con cặp mây nâu bồ câu này nha bạn, mình thấy hai cái gọng này hơi giống giống nhau nên mình lựa hai cây mình bán chung một cặp nha bạn. Đó, có hai cái gọng nhìn nó cũng như rắn điêu điêu gì đó, hai cây. Cái này thì bình thường mình bán lẻ 500.000 cây bao ship. Con này mình bán lượt hai cây thì mình bán 900.000 nha bạn. 450.000 cây bao ship. Hai cây giống nhau, có cái gọng giống nhau nè. Đó. Nó vậy đó. Cao cho khoảng 40 ạ. Cây này đúng rồi, cây này cao khoảng 42. Cây này chắc khoảng 38, 39. Hai cây nó cao gần gần nhau. Nụ bồ câu nha bạn, dòng này dòng trung sim nha. Ai mà thích cây quái quắn rồi thì cái này cũng được. Nói chung mỗi người mỗi sở thích. Có người một thích cây tàn đa, có người thích cây bài lục lực, có người thích một cốt, có người thích xỉa gì tùm lum, thích sắp đế, người thích đế tự nhiên. Ui, đủ thứ loại hình nữa mà. Nụ bồ câu nha, hai cây. Nói chung ở gần gần thì mình đi giao luôn các bạn ơi, vì đoạn này mình chịu khó lắm. Không à, gần gần như mấy tỉnh lân cận thì mình giao luôn, gom đơn hàng lại có vài ba đơn hàng bắt đầu mình giao luôn các bạn ơi. Còn như ở xa thì phải chờ tí xíu nha, phải chờ nha, chờ vài bữa nó ổn định lại. Nói chung mình cũng muốn gửi lắm, mình muốn gửi đi kiếm tiền các bạn, chứ không phải mình không muốn gửi đâu. Mình bán cây với lại mình không có dám thu tiền, mình không dám nhận tiền cọc luôn á. Một số anh em cũng muốn chuyển tiền cọc để giữ cái cây á. Nói chung là cái cây mình đã bán rồi là mình hứa, mình giống như mình đã chốt cái đơn hàng này các bạn, mình không có nhận tiền cọc nhưng mà mình vẫn giữ cái cây nha, mình vẫn giữ cái cây luôn nha các bạn. Trừ khi rồi mình gửi không được rồi mình mới báo thôi, chứ đa phần là mình không có nhận tiền cọc nha các bạn. Nhưng mà mình vẫn giữ cây nha, này bán uy tín chứ không phải là mình không nhận tiền cọc rồi mốt mình lấy cây đó mình bán cho người khác, không phải đâu nha các bạn. Có một số người đòi gì chuyển cọc mà nhưng mà mình không nhận, họ sợ là mình lấy cây mình bán cho người khác, không phải. Cái này mình bán uy tín bạn ơi, mình không nhận tiền cọc nhưng mà mình vẫn ấy, tại vì sao mình nhận tiền cọc nó rất là phiền tối bạn. Nhiều khi cái thời gian nó, cái thời gian dịch bệnh này rồi hàng hóa nó vận chuyển nó chưa được ổn định rồi mình nhận tiền cọc rồi mình rất là phiền tối cho anh em. Không có, nó không có nhiều tiền lắm mà mình nhận tiền cọc nó rất là rắc rối nha các bạn. Đa phần là mình ship code hết nên không nhận tiền cọc. Mấy bạn cũng yên tâm đi, bình thường cây thì mình cũng giữ đó, trừ khi mình gửi không được thôi. Có một số đơn mà nay mấy tháng trời mình chưa liên lạc lại là lý do là những cái tỉnh đó không gửi được luôn. Chắc mấy người đó tưởng đâu là mình không gửi luôn á, có thể là họ tưởng mình không gửi nhưng mà chừng nào gửi được là mình sẽ điện thoại. Nói chung gửi được là mình sẽ điện thoại nha, trừ khi họ không muốn mua đơn hàng nữa thôi. Rồi mình mới lấy cái cây mình mới dám lấy cái cây đó mình bán cho người khác, chứ mình đã hứa rồi giờ mà mình lấy cây mình bán cho người khác là đâu có được, mất uy tín dữ lắm. Bây giờ nhiều khi mấy bạn chốt hàng thì mình vẫn giữ cái cây đó nha các bạn, cũng nằm về nhà mình á. Từ khi cây đó nó chết queo thôi chứ chết queo cũng thấy xác chứ. Mình giữ cây là hết nha các bạn. Rồi khoảng chừng nào gửi được là mình sẽ điện thoại. Nói chung trước khi gửi là mình điện thoại hết chứ mình cũng không dám gửi để phóng nữa. Đa phần là mình ship code hết, nếu mà họ có số người nhiều khi sau dịch họ khó khăn về kinh tế họ muốn mua nữa thì cái đó là chuyện bình thường thôi nha. Thì cái cây mình vẫn lấy mình bán người khác, họ nói không mua nữa thì mình lấy cây mình bán người khác, đó là chuyện bình thường. Tại giai đoạn này ai cũng khó khăn hết các bạn ơi, không phải ai cũng có điều kiện tốt. Bởi không mua cũng là chuyện bình thường nha, mình không có giận hờn vu vơ gì đâu, mình vẫn giữ cây. Rồi tới chừng mình gửi được hàng á, thì mình sẽ điện thoại, muốn mua á, thì mua, còn không muốn mua thì thôi, cái đó là chuyện bình thường nha các bạn. Cái này mình không có trách gì ai nha, tại giai đoạn này ai cũng khó khăn hết, giống như nhiều khi cái giai đoạn đó nó còn tiền, tới chừng vài tháng sau nhiều khi có một số người ta mê cây cây như mình, nhiều khi đi làm công nhân đồ hoặc là đi làm lương nó không được khá đâu, nhưng mà do mê nhiều khi cây rẻ thấy rẻ mua. Hồi xưa mình cũng đi làm mình biết, nói chung đi làm mà sao có tiền nhiều được các bạn, đâu phải làm chủ cả gì đâu mình có tiền nhiều, tháng cũng 5-10 triệu, 10-20 triệu, vợ con tiêu xài nó đủ thứ hết, chi phí nó giờ khá đắt đỏ, sau dịch chi phí khá đắt đỏ luôn. Mình ở vùng quê mà mình thấy chi phí bây giờ nói thẳng luôn không có thua gì Sài Gòn luôn các bạn ơi,
ngay chỗ ở mình cho ở hiện tại bây giờ nè, nó thẳng là chi phí mình xài là bây giờ là không có thua kém gì ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn về ra đường ăn tô phở 30.000 là chuyện bình thường, như dưới quê này giờ ăn ba tô phở 30.000 là nhiều khi chưa chắc ngon nữa, mà lại dở nữa. Còn điện nước là hôi, hầu như là chi phí bây giờ là không có thua gì Sài Gòn luôn. Bây giờ làm không ra tiền là chết luôn đó nè. Ai kiếm được tiền thì ráng ráng để dành, chứ nhiều khi sang năm dịch bệnh nó ồ ạt đổ vô nữa là chết luôn. Google công nha các bạn, nên nhiều khi nói tùm điên tùm xàm mấy bạn chửi chết luôn. Nói chung cái cây mà ai chốt là mình giữ đó nha bạn, mình không có bán tào lao đâu nha, với lại mình không có giữ tiền, mình không có giữ tiền tiền cọc. Nói chung mình không muốn giữ tiền cọc chứ không phải gì, tiền vô túi mình xài mất tiêu, ra mốt cây không có gỡ chết luôn á. Google công nha bạn.